Thưa quý vị, pháo kích ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, tin tổng hợp. Video đưa lên các trang web xã hội trong ngày hôm nay cho thấy tình trạng pháo kích dữ dội quận Jobar của thủ đô Damascus. Dân quân đã xâm nhập khu vực Jobar từ tháng 7 năm ngoái và khu vực này đã bị quân đội Al-Assad pháo kích liên tục. Khúc video thứ nhì cho biết, thu hình trong ngày hôm nay đã đưa lên hình ảnh pháo kích quận Miyasa của thành phố Aleppo. Người dân đang tìm kiếm người sống sót, còn đang chôn vùi dưới đống đổ nát của một tòa nhà sụp đổ. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng tháng 3 vừa qua là tháng đẫm máu nhất trong chiến tranh Syria, với trên 6.000 người chết và 1/3 số người là thường dân.